trong này thì hơi nước nó tỏa ra liên tục. Dạ. Ngoài ra thì mình còn cảm nhận được một cái mùi rất là thơm, Dạ. thơm dịu dịu nhẹ nhẹ của mùi kem á. Dạ. Đó, cái cảm giác này Nó cũng rất là rất là mê đúng chill không luôn chị? mọi người ơi. Wow, mọi người chiêm ngưỡng cái làn da của chị Thi nha. Trời Công ơi, bố. lần đầu tiên chị biết tới cái công nghệ tắm trắng, tại vì từ Dạ. trước đến giờ là da chị là trắng mướt luôn, từ bé Dạ. đến lớn, Dạ. và cũng chả bao giờ phải lo tới làn da của bao người hết. Nhưng mà lần này á, do là sau sinh nội tiết đó thay đổi, Đúng rồi rồi. chị còn hay đi biển chơi nữa, nên có Dạ. vài vùng trên cơ thể nó không được đều màu, Dạ đúng ví dụ rồi. như là ở cùi chỏ, nhưng mà thôi hôm nay cũng trắng trắng rồi nè mọi Dạ. Rồi bây giờ em mời chị Thi nằm xuống để nhân viên bên em tiếp tục Ok. chăm sóc da cho mình nha. Đó thì mọi người thấy chị Thi chia sẻ cái làn da trước đây chị Thi là bị thay đổi nội tiết tố thì nó sần sùi, thì mình phải dùng những cái máy móc hiện đại cũng như là những cái tinh chất chuyên đặc trị để mà giải quyết cái vấn đề này. Và trước khi làm thì bên em bao giờ cũng tẩy tế bào chết rất là kỹ để những cái tinh chất khi mà đưa vào á, nó sẽ thẩm thấu nhanh vào trong da của mình. Đó, chị Thi ơi, mình có thể chia sẻ một xíu là khi mình nằm cái máy mắt steam này này, chị Thi có thể chia sẻ cái hiệu quả cũng như cảm nhận của mình, review kỹ hơn một xíu cho mọi người biết được không ạ? Nói chung là Thi cảm thấy rất là thích đó, bởi Dạ. vì trong cái lúc mình nằm trong đó thì cảm giác của mình nó rất là thoải mái nè, Dạ. rồi thư giãn nè, rồi ngoài ra là các cái bạn nhân viên ở đây chăm sóc mình rất là kỹ lưỡng luôn. Dạ, vâng. Da thì căng mướt Đó, mọi người thấy không, chị Thi thì rất là mê cái máy steam up này rồi. Tại nè. vì á, trong cái máy này thì nó có cái áp suất nước steam up và cái ánh sáng supply, thì giúp cho những cái dưỡng chất làm trắng nó được hấp thụ và thẩm thấu sâu vào lớp biểu bì của da mình. Và hiệu quả thì nó gấp 10 lần so với những cái phương pháp mà mình bôi kem thông thường nha mọi người. Và hơn nữa là cái tinh chất bên em thì sử dụng cái tinh chất noãn thực vật chiết xuất 100% từ thiên nhiên, cho nên rất là an toàn và phù hợp, đặc biệt với những người nào mẹ bỉm sữa là xài được luôn nha mọi người. Đúng rồi, trời ơi, mỗi lần mà chị hả trải nghiệm cái công nghệ nào mới á là chị phải tìm hiểu rất là kỹ lưỡng nè. Dạ. Mà chị nghĩ cái người mệt nhất chắc là bé Trang đó. Bé Trang mà khoe cái công nghệ nào mới, Dạ. hoặc là chị muốn, chị có một cái nhu cầu nào đó về việc làm đẹp, thì chị sẽ hỏi Trang chắc cả tỷ câu hỏi luôn, và Trang Dạ. phải giải thích từng chi tiết một thì chị mới an tâm. Bởi vì Dạ. trong thời điểm hiện tại thì chị vẫn đang là một mẹ bỉm sữa nè, Dạ. đang chăm con và cho con bú, nên là tất Dạ. cả những cái dưỡng chất mà chị nạp vào cơ thể, hoặc là những cái phương pháp làm đẹp, thì chị phải tìm hiểu rất là kỹ lưỡng Dạ và phải đúng đảm rồi. bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ bỉm. Dạ đúng rồi. Cũng giống như chị Trang bên em thì cũng mẹ bỉm sữa giống như chị, mà chị Trang thì lúc nào cũng chỉ có một cái tôn chỉ là làm đẹp nhưng mà phải an toàn. Và từ lúc mà chị Trang bên em có bé Gia Khang thì chị Trang bên em rất là kỹ luôn. Nhưng mà trong cái tinh chất làm trắng, nếu như mà nó chứa những cái thành phần mà hóa chất hay là chất tẩy mà nó gây ảnh hưởng đến sữa mẹ hoặc là không tốt cho sức khỏe của em bé sơ sinh á, thì chắc chắn là các chị em sẽ không dám tắm thường xuyên. Nhưng mà chị Thi thấy là da của mình nó lên tông rất là nhanh như vậy, thì Thật sự. chị Thi có cảm thấy là nó bị khô bong tróc gì không ạ? À, không có nha, mà cảm giác giống như là da của mình được có một cái lớp như là xương vậy đó, Dạ. nó làm cho mình có một cái cảm giác ẩm mướt, và nói chung là Thi rất là ưng ý luôn. Dạ đúng rồi, mà chị Trước thấy giờ là là chị những ít khi mà dưỡng body lắm, Dạ tại đúng vì quá rồi. tự tin mà. Nhưng mà nói chung là thôi, sau khi sinh thì nhiều thứ thay đổi Dạ đúng rồi. nên thành ra là mình phải có một cái cách nào đó để duy trì được cái vẻ tươi tắn và sức sống cho làn da của mình. Dạ đúng rồi. Em thấy thường là các chị em đôi khi có cái suy nghĩ là mình chỉ cần làm đẹp cái da mặt thôi mà cũng quên để ý đến da body đó. Nhưng mà cái suy nghĩ đó là sai lầm đúng không chị? Tại vì cái làn da của mình nếu mà nó đều đẹp đều từ mặt cho tới body thì chắc chắn nhìn nó sẽ trẻ hơn rất là nhiều. Mà thực sự bây giờ thì nhìn cái làn da của chị Thi bây giờ trong cái livestream này thì em thấy có quá trời khán giả fan của chị Thi vào cũng muốn hỏi về cái bí kíp làm đẹp da đấy ạ. Tôi nghĩ rằng ai mà còn đang băn khoăn á thì có thể đến Lavender Bay Trang để được tư vấn nè, rồi được các bạn giải thích từng cái bước đi một, để mình Dạ có đúng thể chọn cho mình một cái liệu trình phù hợp nhất rồi. để có thể giúp cho mình tự tin hơn. Tại vì đối với chị nha, cứ trắng mướt và xinh xắn là tự nhiên hả ai nhìn mình cũng có thiện cảm hết, mà mình lúc nào cũng Đúng tự tin. rồi.
Dạ vâng, em cảm ơn chị Thi đã tin tưởng cũng như là giao cái làn da của chị Thi cho Lavender Bay Trang để tụi em có thể chăm sóc cái làn da của mình. Và ngày hôm nay thì em nghĩ là những chia sẻ của chị sẽ là động lực cho các chị em tới đây làm đẹp để cũng được sở hữu cái làn da đẹp giống như chị Thi. Rồi, dạ. Rồi, em cảm ơn chị Thi rất là nhiều ạ. Tất cả những cái chỗ mà trước sần giờ sùi nám thì sau một lần mình trải nghiệm là coi như bây giờ là căng mướt hết rồi. Đúng rồi. Thì rất là hài lòng.